Tôi thấy là thằng bé 3 ngày nó không ăn cơm. Tôi mới theo dõi nó thì tôi thấy một người thanh niên trong xóm châm hàng trắng cho từng người một hút. Tôi đợi đến lượt con tôi rồi tôi mới dám kêu. Một hành trình đầy nước mắt. Em nó hơn tháng sau là qua đời. Lúc đó tôi đau xé lắm. Sau khi em nó qua đời được hơn năm là tôi xin vào bảo vệ em phố. Nhưng cũng đầy tình yêu và hy vọng. Ở đời mà cho đi là còn mãi, đừng tiếc. Hai tay buông xuôi đâu có đem được cái gì đâu. Cứ làm lên cho đời đẹp cãi. Mình chỉ có cho đi và cống hiến hai chữ đó tồn trong lòng Kim Trung này đến khi nào mà qua đời thì thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Rất Đẹp. Thưa quý vị, những câu chuyện ở Đời Rất Đẹp luôn mang đến cho chúng ta những động lực để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì những điều tử tế trong Đời Rất Đẹp luôn mang đến một cái sự lan tỏa rất là tích cực đến với tất cả mọi người. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó là câu chuyện của cô Lê Kim Trung. Con chào cô. Kim Trung xin kính chào quý vị khán giả. Và xin chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ, hôm nay rất là vui khi mà con được gặp cô ở phim trường, bởi vì con biết chắc chắn rằng câu chuyện của hai cô cháu ta ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện đáng để cho tất cả quý vị khán giả cần được lắng nghe và lan tỏa đến cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ bắt đầu với hộp ký ức, với miền ký ức đầu tiên cô ha. Con trai lúc đó đang nằm bệnh viện. Ông xã tôi qua đời thì lúc đó tôi mới có 27 tuổi. Thì ở vậy nuôi con. Thằng bé này lúc đó nó 9 tuổi, ba mẹ con ôm nhau thì mình cũng vừa làm chủ một gia đình mà vừa phải trông con nữa. Sống trong một khu phố thì lúc đó tệ nạn nó nhiều lắm. Hầu như là những cái đứa tuổi nhỏ như này là bị dụ chơi cái hàng trắng. Lúc đó tôi theo dõi rất nhiều lần. Và đến khi mà tôi thấy là thằng bé 3 ngày nó không ăn cơm. Mà lúc đó nó chưa tới 15 tuổi, hơn 14 tuổi một tí. Tôi mới theo dõi nó ra cái cầu cá thì tôi thấy một người thanh niên trong xóm châm hàng trắng cho từng người một hút. Nhưng mà khi tôi đợi đến lượt con tôi rồi tôi mới dám kêu. Thì lúc đó nó mới nói là nó đã hút 3 ngày rồi. Mà tôi cũng có nói anh khu vực đó. Và tôi đã dặn là từ nay đừng bao giờ mà châm cho con tôi hút nữa. Lúc đó tôi chưa am tường nhiều về cái chất cấm này, nó nguy hiểm, nó mức độ như vậy. Và tôi đã lên phường làm đơn xin đi cai 6 tháng ở Phú Văn. Và khi về nhà lại tiếp tục, người ta lại dụ cho con hút nữa. Và nó đã gần chết ở đầu hẻm á, mà tôi không hay. Tại vì tôi về nhà là tôi ở trong nhà, không có ra đường. Khi tôi phát hiện như vậy là tôi gửi ở Phú Văn. Nhưng mà cứ 6 tháng hay 1 năm mà nó về nhà nó lại tiếp tục tái nghiện. Ngày một nặng thêm, ngày một nặng thêm. Đến khi tôi chịu không nổi nữa thì mất một là tôi phải gửi luôn ở trên đó. Và lúc nó nằm viện hơn tháng sau là qua đời. Tại ở bệnh viện ở chỗ trên Bình Phước á. Mà tôi nhờ Hồng Thập Tự rước về nhà. Đến nhà thì nó nhìn nhà nó nói mẹ nói đúng. Mẹ nói là không bao giờ mẹ bỏ con ở trên đó, mẹ đã rước con về. Nhưng mà trong lòng tôi lúc đó tôi đau xé lắm. Nhìn lại cái hình này thì tôi thấy là quá khứ nó hiện về. Là mẹ mà, mình cũng không bao giờ mà bớt khỏi cái đau buồn. Cho nên sau khi thằng nhỏ này qua đời được hơn năm là tôi xin vào bảo vệ em phố. Cái hành trình mà cô đồng hành cùng với anh để mà cai nghiện, có giây phút nào là cô muốn từ bỏ hay không? Tại vì con biết rằng là đối với những thanh niên mà rơi vào nghiện ngập nặng như thế này thì hầu như họ không còn là bản thân của họ nữa. Mà có những lúc họ như một con thú dữ vậy. Đúng, còn hơn như thế nữa. Nhưng mà tôi vẫn chịu đựng được. Mỗi lần mang về là mẹ ơi con cai. Nhưng mà nhìn đến nóc nhà bên cạnh á, nó thấp hơn cái gác của mình. Thì là kim chích cân cả ký. Tôi phơi đồ thì nó nắm tay tôi để cho cái thằng bên cạnh á, là mang bộ đồ đó đi bán để lấy tiền mua một bi hai đứa chích. Trước khi tôi đưa nó vào trại như này là nó có lập công nhiều lắm. Ở địa bàn là nó kêu công an đến bắt hết. Cho nên là nó chuộc lại lỗi lầm của nó. Và nó có để lại cho tôi những dòng thư, dòng chữ đó. Là mẹ dặn tụi nó là đừng bao giờ chơi, đừng bao giờ bị dụ. Ban đầu nó không lấy tiền mình. Nhưng mà khi lộ ra là mình chơi rồi thì nó lấy tiền của mình. Mới đến nhà nó tìm mọi cách, cho nên con mới trà đồ nhôm, chôm đồ nhà của mẹ. Có bộ đồ tôi phơi thôi, nó cũng phải mang đi. Chẳng còn cái gì cả. Nhưng mà hành trình của tôi á, là tôi mang nó đi trại cai nghiện. Cái thứ nhất là để cứu được nó. Cái thứ hai là cứu bản thân mình. Vì trong nhà mà có người nghiện á, là nó rất là nhiều thứ phải cảnh giác. Cứ Tết rồi nó ăn Tết xong nó lại xin về trại. Mà trước khi nó xin về trại là tôi nhìn nóc nhà bên cạnh là phải vài chục cái ống kim chích trong mấy ngày ăn Tết. Chứ trong nhà mà có người nghiện như vậy danh dự mất, đủ cái thứ mất. Nhưng mà tôi nghĩ là chòm xóm không thông cảm. Là vì tôi đã tham gia tổ dân phố từ 2000 rồi. Tôi biết được trách nhiệm của cái người mà công tác xã hội đó. Thì bắt buộc phải đưa đi cai thôi.
Mà mình muốn diệt cái đó thì phải diệt từ cái phòng chống các loại tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy là phải phòng chống hết. Thì địa phương cũng ra nhiều phong trào để bỏ lắm. Mỗi gia đình đều phải có trách nhiệm với hành vi của người thân của mình thôi. Con rất là thích câu nói của cô, đó là mỗi gia đình đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình và người thân. Mình không thể nào đùn ra ngoài xã hội. Đúng. Những cái câu chuyện trong gia đình của mình. Có lẽ vì vậy cho nên là cô mới quyết định sau cái chết của con mình thì cô tham gia vào trong bảo vệ dân phố. Dạ, bảo vệ dân phố để mà giữ an khu phố của mình. Cái giai đoạn đó như thế nào cô? Lúc đó mình nói anh khu vực là em mà cứ là dân thường bình thường như này em tóm chỗ nó nghe chừng cũng hơi khó. Để em mặc bộ đồ bảo vệ dân phố em thử làm việc. Anh bảo chị tham gia và em mừng lắm. Thế là làm hồ sơ đi trực ngay. Nhưng mà là cô có võ hả? Thì cũng phòng thân cũng được chứ. Trời ơi. Tham gia vào thì nói chung là những cái điểm nóng thì công an phải biết thôi. Tóm lại là biết hết. Có những trường hợp mà mình cũng bắt cướp đấy. Đang ở trong nhà coi tivi buổi sáng tin tức 6 giờ đến 6 rưỡi là coi tin tức. Thì thấy bà kia bà gọi ơi Trung ơi. Nhòm ra thấy thằng kia chạy vụt qua cửa nhà mình. Chạy vô thì biết thằng đó. Nói chung là nó cũng đến xin lỗi mình và nó đi nó cũng về rồi. Cũng cảm ơn mình nhờ mình ngăn chặn được như vậy. Cho nên là nó đã trở thành người tốt. Thì cô có thể chia sẻ rõ hơn về cái việc là bằng cách nào mà cô đóng góp trong cái việc là phòng chống tội phạm ma túy? Bởi vì tôi làm rất là nhiều công việc của phường giao. Dạ. Như tổ trưởng tổ dân phố. Thì trước khi hội họp là tôi mang những mảnh báo hoặc là những cái tin tức tôi đọc cho mọi người nghe là phòng chống tội phạm như vậy. Đồng thời như là mình động viên những em mà nó cai về rồi, mình phải động viên nó để cho nó bỏ đi. Đó là giai đoạn mà cô làm bảo vệ khu phố đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với miền ký ức thứ hai. Ở đây là một cây chả. Là sao cô? Vì nói về cây chả thì nó nhiều lý do lắm. Thế thì bây giờ trên địa bàn ấy thì từ 2003 đến giờ là mình tham gia là đội công tác xã hội tình nguyện giúp đỡ và quản lý người sau cai. Nói quản lý cho nó oai vậy thôi chứ thực ra công an họ quản lý. Nhưng mà mình là trong cái nhóm của cái đội bảo vệ đó. Bây giờ mình lại tham gia vào cái công tác là quản lý sau cai. Thế thì bây giờ người ta đi cai nghiện về là người ta có qua công an ta trình diện. Thì công an người ta mới là chuyển hồ sơ cái thứ sang cho cái chuyên trách. Bà kia là đội trưởng, mình là đội phó. Thế thì mình không giàu. Nhưng mà mình có cái tật là không lẽ cho ta 10kg gạo. Đâu có được. 10kg gạo phải kèm theo ít hột gà, kèm theo cái nọ cái kia, kèm theo cây chả cho nó ngon. Thì mình cứ thế mà cứ làm tới là hai mấy năm nay là cứ làm tới. Hai nữa là người ta nói là khi mà anh muốn khuyên một người đó ta đang đói đúng không? Ít ra mà anh phải để một cái ly nước, một cái dĩa gì đó cho ta ăn, cho tỉnh người ta có sức người ta nói cho mình nghe chứ. Có những người ta bị HIV mà tôi dẫn đi uống ARV, con người ta lớn rồi. Bây giờ người ta trở thành người tốt rồi. Còn những cái em thanh niên là nhiều khi mình bảo thôi giờ mày không có tiền má cho mượn 5 triệu. Mỗi ngày mày trả má 20 để má ăn sáng. Thành ra trả và mua cái xe, chạy xe ôm. Có người sửa xe ở bên cửa chỗ bưu điện Bình Thạnh đó. Thế thì lúc đó là chủ tịch là nói trời ơi, nó là con bà Trung. Thực ra nó đứa nào cũng gọi mình bằng má. Đó là những câu chuyện mà gọi là những câu chuyện đẹp trong cái quá trình mà cô làm công tác hỗ trợ cho người sau cai. Nhưng bên cạnh đó nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái mặt trái, những cái sự tiêu cực cũng như là những cái khó khăn mà cô phải đối diện. Thì những khó khăn đó nó là như thế nào? Thì bây giờ mình cứ nghĩ như này nè. Mình muốn cái đường sạch đẹp thì mình đi mình phải có ý thức về đổ rác đúng không? Bây giờ mình muốn cuộc đời nó đẹp, tất cả đều do mình hết, do mọi người hết. Mình phải chung tay vào. Chung tay vào thì cuộc đời và xã hội nó mới đẹp. Tức là mỗi người làm một việc tốt, chỉ cần một ngày làm một việc tốt thì cái gì nó cũng tốt hết. Chứ còn mình cứ một người kia người ta làm tốt thì lại bĩu môi lại nói là ôi dồi bà nó rảnh quá thì làm sao mà đẹp được. Ví dụ như tôi làm việc tốt mà anh này không muốn làm thì cứ nói ừ chị hay quá à, em chưa làm được như chị hay là em bận quá em chưa làm được thì mình cũng mát cái lòng. Nhưng mà có người ta lại bảo mình rảnh quá. Tết thì mình cho mỗi nhà 2kg chả, tính ra cũng 400 ngàn đúng không? Với 50 cái hột gà làm sao ăn hết được. Cứ việc làm đẹp đi thì nó sẽ đẹp hết. Còn mình á không có tư tưởng đẹp, mình không muốn phấn đấu lên để làm một cái gì đẹp thì nó sẽ không đẹp. Tôi không phải là giàu, không có. Tôi sống một mình, tôi cũng gói ghém lắm.
Tôi nấu cơm hai cái niêu đất bay lớn, người chén cơm bữa không hết. Nhưng tại sao tôi phải cho hết? Bởi vì chết không đem theo cái gì. Cuộc đời là vô thường, mà chỉ để lại tiếng tốt và tiếng xấu. Cho nên mình muốn khi mình qua đời, mình có vô thường thì mình vẫn là cái người chăm lo cho người khác. Như vậy rõ ràng là trong cái hành trình mà cô giúp đỡ cho người sau cai, cô cũng gặp rất là nhiều những cái lời thị phi. Gặp chứ. Dạ. Họ nói rảnh quá. Nhưng mà đến bây giờ nhá, thì từ đầu đường đến cuối đường họ biết mình hết. Có bao giờ mà cô nghe vậy cái cô la lại họ không? Không. Tôi quay lại tôi nói nếu mà bà thiếu muối bà chạy sang nhà tôi, chứ bà thiếu thịt là chắc chắn không thiếu. Tuyệt vời quá. Từ một người mà có một đứa con rơi vào trong cái hoàn cảnh xã hội thời điểm đó nghiện ngập, mà cô đã cống hiến những cái ngày tháng của mình để dành cho đời, dành cho xã hội, dành cho những con người mà cũng đang rơi vào tình trạng nghiện ma túy như con của mình ngày xưa, để làm những cái việc như vậy, thì con nghĩ rằng là cô phải thật sự là rất là yêu cái cuộc sống này thì cô mới có thể làm được điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái miền ký ức thứ ba cô ha. Quá nhiều bằng khen mà con nghĩ ở đây chỉ là một góc chụp thôi. Còn nữa đúng không cô? Gần 300 cái tất cả bằng khen, kỷ niệm chương, nhiều thứ. Wow. Đây chỉ là góc nhà mà góc tư thôi. Đây có lẽ là điều tuyệt vời của cuộc đời cô nè. Không bao giờ mình nghĩ là phải làm việc này để có cái giấy khen, không cần. Nhưng mà ở đời mà, cho đi là còn mãi. Đừng tiếc. Hai tay buông xuôi đâu có đem được cái gì đâu. Cứ làm lên cho đời đẹp cãi. Nếu mình chỉ muốn gia đình mình tốt thôi, chưa chắc đã thành công. Mà phải muốn xung quanh ta người nào cũng tốt hết. Mình chỉ có cho đi và cống hiến, hai chữ đó nó còn tồn trong lòng Kim Trung này đến khi nào mà qua đời thì thôi. Cho đi và cống hiến. Tuyệt vời quá. Cũng nhờ có những người như cô, người mà có quá nhiều những cái nguồn động lực cũng như là cái sức mạnh của cô, để mà ngày hôm nay thì rõ ràng là ở Việt Nam thì tội phạm ma túy giảm bớt và chúng ta khoanh vùng được và chúng ta giải tán được những cái vùng trọng điểm rồi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Thưa quý vị, những lời chia sẻ của cô Kim Trung cũng là thông điệp của chương trình muốn gửi đến quý vị. Một lần nữa con xin được cảm ơn cô rất nhiều và chương trình có một bó hoa dành tặng cho cô. Con mời cô. Đây là một bó hoa của chương trình Đời Rất Đẹp dành tặng cho cô và mong cô có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh của mình. Dạ, thưa cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình.